Mỹ nhân một năm đóng 6 phim vẫn flop, tiếc cho nhan sắc đẹp đến mức được tha thứ mọi lỗi lầm. Sohu đưa tin, bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà do Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đóng chính, đang là tác phẩm gây chú ý nhất trên màn ảnh nhỏ. Nhờ thành công của phim, hai diễn viên có lượng người theo dõi và danh tiếng tăng vọt, thậm chí, Đinh Vũ Hề còn được ca ngợi quá điển trai và ngầu trong phim, dù trước đó anh bị chê ngoại hình bình thường. Thế nhưng, là một trong 4 nhân vật quan trọng nhất, giữ vai trò thứ 9 của Vĩnh Dạ Tinh Hà, Chúc Tự Đan lại không được khán giả để mắt tới. Theo Sohu, vai diễn Mộ Dao của Chúc Tự Đan thực chất là mắt xích quan trọng, chìa khóa cho mọi cảm xúc của nam chính Mộ Thanh. Mộ Thanh rất yêu thương chị, nên ai đối xử tốt với chị, anh cũng nảy sinh cảm tình, ai hại chị, thì Mộ Thanh ra tay trừ khử không thương tiếc. Chính vì vậy, thời gian đầu Lăng Diệu Diệu phải tìm cách lấy lòng Mộ Dao, chữa bệnh cho cô để tăng độ yêu mến của Mộ Thanh. Bên cạnh đó, vai diễn Mộ Dao còn được miêu tả là người hoàn hảo hiểu chuyện, tốt bụng, khoan dung, võ công cao cường, nhưng ôn nhu với mọi người, là một mỹ nhân động lòng người và có tình yêu đẹp với Liễu Phất Y. Thế nhưng, Chúc Tự Đan diễn xuất quá nhạt nhòa, khiến nhân vật chẳng được người xem để ý tới. Theo Sohu, đây không phải là lần duy nhất Chúc Tự Đan để lỡ mất cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất và gia tăng độ nổi tiếng. Năm 2019, Chúc Tự Đan thể hiện vai Chu Chỉ Nhược trong Ý Thiên Đồ Long Ký bản mới. Nhân vật Chu Chỉ Nhược quá quen thuộc với khán giả đại chúng. Theo Sohu, chỉ cần sắm vai này, 10 người thì 9 người sẽ nổi tiếng. Không những vậy, vai diễn còn có lượng người hâm mộ hùng hậu từ tiểu thuyết gốc. Chúc Tự Đan khi tung ra loạt ảnh tĩnh, nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả. Thậm chí nhiều người bình luận, xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký chỉ để chờ Chu Chỉ Nhược. Tạo hình thôn nữ hay tạo hình hắc hóa của Chu Chỉ Nhược đều nhận được vô số lời tán dương vì quá xinh đẹp. Thế nhưng khi phim phát sóng, danh tiếng của Chúc Tự Đan giảm sút không phanh. Lý do vì cô diễn dở, nữ diễn viên thể hiện một Chu Chỉ Nhược yếu đuối, quá lụy tình, nhưng không có nét sắc sảo. Diễn xuất non tay của nữ diễn viên khiến nhân vật không thành công. Mặt khác, Sohu cho rằng, dù đóng nữ phản diện, Chúc Tự Đan cũng rất xinh đẹp, khiến khán giả không nỡ ghét cô. Thực tế, từ đầu năm 2024, Chúc Tự Đan đã ra mắt 4 bộ phim gồm Vĩnh Dạ Tinh Hà, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng Thiên, Liệt Diễm, Lưu Quang Dẫn. Đồng thời có thêm 2 bộ phim đang tham gia là Già Thiên và Thư Quyển Nhất Mộng. Tuy nhiên, chẳng có vai diễn nào của nữ diễn viên trở nên nổi tiếng. Độ hot của Chúc Tự Đan thấp tới mức cô đóng vai nào, trang phục ra sao, cũng không còn ai quan tâm. Trước đó, Chúc Tự Đan từng nổi với vai phản diện huyền nữ trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Khán giả cho rằng, Chúc Tự Đan chỉ hợp đóng vai phụ và không đủ sức đảm nhận vai nữ chính để gồng gánh thành tích của cả dự án. Nữ diễn viên chính ít bị tố ngủ cùng đại gia để đổi đời, khiến khán giả hoang mang. Những câu chuyện đổi tình lấy vai diễn trong showbiz đã không còn quá xa lạ. Mới đây, một nữ diễn viên chính ít bất ngờ bị tố có hành động ngủ cùng đại gia để đổi lấy tài nguyên nhằm thượng vị trong giới giải trí. Cụ thể, một tài khoản mạng đã đăng tải bài viết dài, tố cáo một nữ diễn viên chính ít xinh đẹp sử dụng quy tắc ngầm. Nữ diễn viên này đã ngủ cùng một nhân vật lớn để đổi lấy tài nguyên phim ảnh, tạp chí. Bài viết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của công chúng. Hiện tại, đã có đến hơn 300.000 lượt like. Danh tính của nữ diễn viên 9X này khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò. Nếu chuyện này là sự thật và bị lộ ra, thì sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của nghệ sĩ. Thậm chí nữ diễn viên này còn phải đối mặt với làn sóng tẩy chay từ phía khán giả. Theo đó, nhân vật được nhắc đến trong bài tố cáo trên là Dương Tử, nữ diễn viên đình đám của CCTV. Người viết bài được cho là bạn gái của Phùng Sở Hiên, người đàn ông bị tố ngủ cùng nữ chính trường tương tư. Danh tính của các nhân vật được hé lộ, khiến dân tình bùng nổ. Dương Tử là nữ diễn viên chính ít tài năng của CCTV với nhiều tác phẩm thành công như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Trường Tương Tư. Cô nàng cũng là nữ đỉnh lưu lượng đình đám, đứng ngang hàng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Vì vậy, việc Dương Tử sử dụng quy tắc ngầm khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Không đợi lâu, luật sư phía Dương Tử đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ, khẳng định đây là tin đồn nhảm nhí, thất thiệt, nhằm gây tổn hại tới danh dự và hình ảnh của nữ diễn viên sinh năm 1992. Đồng thời, ông cho biết đã thu thập đủ bằng chứng để tiến hành khởi kiện người này lần thứ 2. Được biết, trích từ văn bản của vị luật sư, tài khoản này cũng đã từng thua kiện trước Dương Tử, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, chưa biết hối cải và sửa sai. Nhiều cư dân mạng nhận xét, tâm lý nữ nhân này thật sự có chút vấn đề, tinh thần không ổn định. Khi danh sách nạn nhân của người này còn có thêm cả Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Tống Gia, tất cả nằm không cũng dính đạn, đều bị tài khoản này tố ngủ với Phùng Sở Hiên. Hiện, chiều hướng dư luận dĩ nhiên vẫn nghiêng về Dương Tử, tin rằng người này có thú vui tiêu khiển là bị đặt, vu khống các sao nữ khác. Một số bình luận của netizen, cô kia nếu không có bằng chứng mà tố thẳng như vậy, sợ là sẽ bị kiện, nếu đây là sự thật, thì tham vọng quá lớn rồi, rất nhiều sao đã ngã ngựa vì tham vọng của mình, chấn động vậy các bác, tôi thì tin 50-50 thôi nha, dù ghét Dương Tử, nhưng tin này có vẻ nhảm nhí rồi, chứ bên đó làm luật cắt lắm, cô này không chỉ vu khống một mình Dì Tím đâu, cô này còn đặt điều cho 4-5 cô khác nữa, ngoài nhà Dì Tím, thì nhà Tống Giai đã vào cuộc, tôi không ưa gì Dương Tử đâu, nhưng cái vụ đổi tình lấy tài nguyên, hay đổi tình lấy giải, tôi thấy nó hài lắm ấy. Cái bà này chắc cuồng si cái ông đó đến độ hoang tưởng nặng, rồi làm khùng làm điên, nên cho bà này đi trại tâm thần đi, kẻo lên cơn điên nặng đấy. Cặp đôi cổ trang hoa ngữ tái hợp lần 3 gây sốt mạng xã hội, khán giả cầu xin đừng kết buồn nữa. Mới đây, bất ngờ xuất hiện thông tin, Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân có thể sẽ hợp tác với nhau trong dự án phim Tiêu Giao Du, một tác phẩm thuộc thể loại cổ trang thần thoại. Được biết, đây là một dự án của công ty danh tiếng Chính Ngọ Dương Quang, khai máy vào năm 2025, do Trương Khai Trụ đảm nhận vai trò đạo diễn. Đây là người đứng sau thành công của những bộ phim đình đám như Minh Lan Truyện và Những Đứa Con Nhà Họ Kiều. Nếu thông tin này chính xác, vậy thì đây sẽ là lần tái hợp thứ 3 giữa Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân. Trước đó, cả hai từng hợp tác chung trong 2 bộ phim cũng rất nổi tiếng là Thương Lan Quyết cùng với Vân Chi Vũ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự mong chờ đối với thông tin này. Họ mong rằng, cả hai sẽ viết nên một câu chuyện tình yêu với kết thúc hạnh phúc, khi mà ở những lần hợp tác trước, các nhân vật mà cặp đôi này đảm nhận luôn không thể đến với nhau. Netizen bình luận về thông tin Trương Lăng Hách tái hợp Ngu Thư Hân ở Tiêu Giao Du. Hiện tại thì đôi bên đều có thông tin về phim tiếp theo rồi mà, trộn vía năm sau xin một bộ happy ending cho họ đi. Mong là thật, nhưng lần này nhớ happy ending nhé. Không biết Dưa có chín không, chỉ mong hợp tác lần 3, thì phải happy ending nhé trời ơi. Dưa chín dùng, hai người đến với nhau dùng. Hy vọng Dưa chín kết happy ending. Mỹ nhân đẹp đến mức đổi đời chỉ nhờ 3 phút lên truyền hình, vi dùa bất biến sau 25 năm mới đỉnh. Sohu đưa tin, dù từng vướng scandal ngoại tình gây chấn động và bị tẩy chay trong thời gian dài, Đổng Khiết vẫn được nhiều khán giả yêu mến nhờ ngoại hình tuyệt mỹ, khí chất băng thanh ngọc khiết, đẹp tựa như mối tình đầu. Ngoại hình nổi bật giúp nữ diễn viên rất suôn sẻ trong sự nghiệp, nhiều lần cứu cô khỏi vực thẳm. Sohu cho biết thêm, Đổng Khiết nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ 3 phút lên truyền hình. Theo đó, nữ diễn viên được cha mẹ cho theo học múa từ nhỏ có khí chất đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp, cô về đoàn ca múa nhạc quân khu Quảng Châu. Tại gala lễ hội mùa xuân 1999, ban tổ chức sắp xếp để Châu Tấn trở thành bạn diễn trong tiết mục của Tạ Đình Phong. Tuy nhiên nữ diễn viên bận nên không thể tham gia. Sau đó, Tạ Đình Phong đã chọn Đổng Khiết, khi đó chỉ là một diễn viên múa phụ họa vô danh, để trở thành nữ chính trong tiết mục của mình. Khoảnh khắc Đổng Khiết mặc váy cưới sánh bước bên Tạ Đình Phong trong màn biểu diễn Trọn Đời Bên Em, cũng là lúc cô nổi tiếng khắp cả nước. Khán giả xem xuân vãn đều muốn biết danh tính của cô gái xinh đẹp trên màn ảnh. Không những vậy, sau xuân vãn, tháng 3 năm 2000, Đổng Khiết còn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu mời đóng vai chính Ngô Dĩnh, một cô gái khiếm thị trong phim Ngày Tháng Hạnh Phúc. Có thể nói, Đổng Khiết được đóng chính trong vai diễn đầu tay, phần lớn là nhờ ngoại hình nổi bật của cô. Năm 2001, bộ phim Ngày Tháng Hạnh Phúc tham dự liên hoan phim Bách Hoa, Đổng Khiết được đề cử tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc. Ngoài ra, vai diễn để đời của Đổng Khiết là Lãnh Thanh Thu trong Kim Phấn Thế Gia. Tác phẩm này đến nay vẫn là siêu phẩm ngôn tình được chiếu lại nhiều lần, được ví như bảo hiểm dưỡng già, giúp nữ diễn viên níu kéo tình cảm với khán giả, vượt qua được scandal ngoại tình lớn trong sự nghiệp. Theo Sina, Kim Phấn Thế Gia phát sóng lần đầu vào năm 2003 trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV 8 và đạt mức rating 7.68%, dẫn đầu trong số các tác phẩm được chiếu cùng thời điểm. Bộ phim nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được phát sóng lại hơn 60 lần trên các đài truyền hình địa phương. Đến năm 2018, khi một lần nữa chiếu lại trên đài CCTV 8, phim lại tạo hiệu ứng bùng nổ, có thể nói là phát hỏa lần 2. Theo Sina, tạo nên một sự kiện thú vị vì hiếm có bộ phim nào lại nổi tiếng lần 2 sau 15 năm chiếu lại. Theo Sina, vai diễn Lãnh Thanh Thu của Đổng Khiết đã trở thành nhân vật huyền thoại, sống mãi trong lòng khán giả như mối tình đầu khó quên. Hình ảnh Đổng Khiết mặc váy xanh cầm chậu hoa ly đã trở thành biểu tượng của màn ảnh hoa ngữ mà rất nhiều người ghi nhớ. Lãnh Thanh Thu là một nữ chính khá hoàn hảo, nàng đẹp tựa ánh trăng với vẻ ngoài mỏng manh, luôn cần sự che chở của mọi người, nhưng nàng lại có nội tâm mạnh mẽ tự lập, cũng nhờ tình cảm của khán giả với nhân vật Lãnh Thanh Thu, mà khi Đổng Khiết vướng tin ngoại tình, nhiều người vẫn không quay lưng với cô. Sau thời gian chật vật trong sự nghiệp, hiện tại Đổng Khiết vẫn là ngôi sao được săn đón. Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí và vượt qua nhiều thăng trầm, đến nay, Đổng Khiết vẫn giữ được ngoại hình quyến rũ, nhan sắc như bất biến, nữ diễn viên vẫn được đảm nhiệm vai nữ chính dù đã bước sang tuổi 44. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.